mình đã gửi con tim qua phong thư màu xanh, mình đã ước cho duyên đôi ta vẫn hoài xanh. Mà hôm nay sao em ra đi, về trời xanh xa xôi xa xăm em bỏ anh. Trường Thành Audio, uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo. Xin chào tất cả quý vị và các bạn thân yêu nha. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có một siêu phẩm. Xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng với Quang Trường nha, để cho nó khoái khoái cái lỗ tai nha quý vị, nghe nó phải sướng, hát nó phải êm. Thì đây chính là mẫu sản phẩm âm ly số cao cấp của chúng ta, Vatasa BLA600New nha mọi người. Với một cái bản trước thì nhà hãng TTP gửi cho Trường Thành Audio thì nó là cái bản demo thôi. Và ngày hôm nay là cái bản chính thức được nhập khẩu rất nhiều về thị trường quốc tế và Việt Nam quý vị nha. Và nó sẽ có thay đổi một chút, rất là đẹp và sang trọng luôn. Chúng ta muốn tìm một cái chất lượng âm thanh tinh tế hơn này, chi tiết hơn, nghe tiếng bát sâu này, âm thanh rõ ràng, không bị ù, không bị ồn, không bị ồm, bát lực căng, tiếng chép nhuyễn, thì quý vị và các bạn chúng ta không nên bỏ qua nha. Đây chính là một dòng sản phẩm âm ly số cao cấp, hay chúng ta có thể gọi là vang số liền công suất, cho ra một cái chất lượng âm thanh rất là hay. Và đây có thêm cả hai tay micro nha quý vị và các bạn. Với hai tay micro này thì ngoài cái khả năng nghe nhạc ra thì quý vị và các bạn chúng ta hoàn toàn hát karaoke rất là vui trên cái cặp tay micro chất lượng cao của mẫu âm ly số Vatasa BLA600New này. Nhắc đến BLA600New thì về chất lượng âm thanh thì chắc chắn còn chưa không phải bàn cãi rồi, bởi vì nó là một những trong những dòng sản phẩm cao cấp quý vị nha, tiếng rất hay. Và hơn thế nữa nó lại rất dễ sử dụng quý vị nha, vô cùng dễ sử dụng. Chất lượng thiết kế tỉ mỉ quý vị này, chi tiết cơ khí rất là rõ, cực kỳ sắc nét trên cái dòng sản phẩm này. Và hơn thế nữa nó lại rất dễ sử dụng nha. Chúng ta chỉ cần điều chỉnh bát trung chép, quý vị ấn vào đây, Music Equalizer đó quý vị này, bát trung chép rất đơn giản. Chúng ta muốn bát nhiều, chúng ta xoay cộng lên quý vị này, ôi bát nhiều, nhiều bát nữa đó, chúng ta chỉ việc tăng lên quý vị nha. Có thể nói chưa thấy một chiếc âm ly số nào nó lại dễ sử dụng như cái dòng của Vatasa này. Một thương hiệu design của Nhật, công nghệ cốt lõi trên Vatasa thì có thể nói là số 1 hiện nay trong tất cả những cái dòng âm ly hay là vang số nha mọi người. Và chúng ta thích tiếng trung, nhiều chép quý vị nha, tăng thêm một chút chép nữa này. Đó, chúng ta thích chép nhiều hả? Quý vị nào thích chép nhiều hơn đúng không? Rồi, tăng. Đấy, quý vị thấy không? Rất dễ sử dụng quý vị nha. Và chúng ta chỉ việc giảm chép đi. Đó, và quý vị và các bạn chúng ta thay đổi các chế độ này, như là KTV để hát karaoke, music, cinema xem phim, meeting để phát biểu mọi người này, thay đổi các cái đầu vào input, đó rất là nhanh, Bluetooth, optical, HDMI, đó rồi cổng AV, AUX chuyên nghiệp này, chế độ feedback chống hú quý vị này, feedback 1, feedback 2 này, feedback 3, 4. Đó, rất nhiều chế độ rất là hay quý vị nha. Có cổng MP3 để chúng ta kết nối. Và với dòng âm ly số cao cấp này, quý vị và các bạn chúng ta có thể hoàn toàn tự tin nha, phối ghép được rất nhiều những hệ thống loa công suất lớn. Bởi vì trên chiếc âm ly số cao cấp này của chúng ta, 3-in-1 Vatasa BLA600New, thì nó được thừa hưởng mức công suất là 600W trên một kênh ở mức độ trở kháng là 8 ohm, hay là 1200W toàn bộ công suất đầu ra ở mức độ trở kháng là 8 ohm. Cho nên quý vị và các bạn có thể nhìn ra đằng sau quang trường nha, xa xa quý vị và các bạn có thể chơi tốt một cặp loa full bát 30 DT Neto 12, và quý vị có thể chơi một cặp loa bát 40 đều được, đánh căng đét luôn quý vị nhé. Với những cái dòng sản phẩm chính hãng này thì chắc chắn cái mức độ công suất đầu ra của nó rất là thật này, nó rất là chuẩn. Nó không giống như quý vị và các bạn chúng ta mua những thương hiệu không rõ xuất xứ này, rồi hàng fake, hàng trôi nổi đâu, kiểu như là ghi một đằng nhưng mà ra một nẻo đó. Và rõ ràng là khi chúng ta bỏ tiền ra để quý vị và các bạn chúng ta đầu tư một dòng sản phẩm cao cấp thì nó sẽ hoàn toàn xứng đáng với cái giá trị mà chúng ta bỏ ra. Vậy thì chắc chắn rằng rất nhiều quý vị và các bạn nha, chúng ta rất là nôn nóng để test thử chất lượng âm thanh của dòng âm ly số cao cấp 3-in-1, hay chúng ta có thể gọi là vang số liền công suất Vatasa BLA600New này. Vậy thì bây giờ Quang Trường sẽ ghép với một số dòng loa full và một số mẫu loa kênh để cho quý vị và các bạn chúng ta cùng trải nghiệm nha, chất âm vô cùng đẳng cấp trên dòng sản phẩm âm ly số Vatasa BLA600New này. Thank you.
anh hay nói rằng trời đẹp xanh như em với anh. Này người yêu, em thương mến ơi, anh hay yêu màu xanh. Mà nếu có lỡ duyên ta sao chẳng thành, vì em ra đi trước anh. Này người yêu, khi anh nhớ em, hãy ngước lên trời xanh. Mình đã gửi con tim qua phong thư màu xanh, mình đã ước cho duyên đôi ta vẫn hoài xanh. Mà hôm nay sao em ra đi, về trời xanh xa xôi xa xăm em bỏ anh. Này trời xanh có thâu có biết trái tim này, còn thật không tiếc nhớ em mãi suốt đêm nay. Làm thế nào cho em hay ta đang mong, mong được tổ bày. Sẽ test thử tiếng micro cho quý vị và các bạn xem trên hệ thống một cặp loa cây đến từ thương hiệu Pop Audio. Khi quý vị và các bạn nha, chúng ta có nhu cầu mà chúng ta nghe nhạc nhiều ấy, lâu lâu chúng ta hát, thì có lẽ đây là một cái sự lựa chọn rất là tuyệt vời. Bởi vì cái chất lượng âm thanh trên cái bộ microphone của Vantasa BLA600 New nó rất là hay nha quý vị. Bản chất nó là vang số liền cơ suất, cho nên chúng ta sẽ hiệu chỉnh được rất nhiều cái chế độ như là echo và reverb trên cái hệ thống này. Tiếng rất nhẹ quý vị ạ, và nó đặc biệt nó không hú rít một chút nào quý vị nhá. Nó chống hú tuyệt đối 100%. Đây chính là một cái ưu điểm trên những cái hệ thống công nghệ số hiện nay. Đây, Quang Trường để rất gần loa, loa ngay sát đằng sau nhưng nó không hú rít. Và chúng ta sẽ alo thử tiếng micro quý vị nhá. Tiếng rất là ngọt, ngọt như mía lùi luôn. Đây, Quang Trường alo nha. Alo 1 2 please. Alo 6 7. Alo 1 2 5 6 6 7. Alo 1 2 Liz 6 7. Alo Liz.
Và bây giờ Quang Trường sẽ hát thử một đoạn karaoke để cho quý vị và các bạn chúng ta cùng thưởng thức trên chính cặp loa cây Pop Audio S55 khi chúng ta kết hợp với một chiếc âm ly số cao cấp 3:1 Vatasa BLA600 New. Tiếng rất là hay cho mọi người, cực kỳ là nhẹ, bởi vì một hệ thống loa cây chúng ta hát cái này rất là hay rồi. Ngày đâu yêu nhau anh hỏi em cô dân, tiền tình sao em, tiền nói em chung tình, tiền là hư vô, xin lỗi anh không cần, chỉ cần yêu nhau em chấp nhận thương đau. Rồi ngày hôm nào anh hỏi em câu rằng, tiền tình sao em, tiền nói em yêu tiền, tiền là yến liên chung thủy thôi đâu bằng, đừng giận em nhé, em chọn tiền nhé anh. Tiền thắng tình thua, đời có mấy ai chê tiền, tiền diễn đời tôi, tiền đốt cháy tim tôi rồi, tiền làm anh đau, em ơi em đành lòng sao em. Tình nghèo như anh, chung thủy đâu ai bằng, tình giàu như ai, thì chưa chắc yêu chung tình, nghèo tiền như anh, xin lỗi em không cần, giàu tiền như ai, em chấp nhận điều sai. Vừa rồi thì quý vị và các bạn chúng ta đã được trải nghiệm tất tần tật chất lượng âm thanh khi chúng ta test thử chiếc âm ly số cao cấp Vatasa BLA600 New với một cặp loa full pro chuyên nghiệp. Và thứ hai nữa là chúng ta sử dụng trên một hệ thống một cặp loa cây để chúng ta chuyên để nghe nhạc nhẹ nhàng bolero này và kết hợp với hát karaoke rất là hay nha mọi người. Rõ ràng là với những cặp loa cây để chuyên nghe nhạc hi-fi hoặc là high-end chẳng hạn thì quý vị và các bạn chúng ta không nên ghép với những hệ thống âm ly cơ nha mọi người. Tại sao chúng ta lại xử lý được rất là hay, vừa nghe nhạc được lại hát karaoke ngọt ngào mà không sợ cháy loa trên cặp loa Pop Audio S55 này? Bởi vì đây là một chiếc âm ly số hay chuyên nghiệp hơn, chúng ta gọi là vang số liền công suất nha quý vị. Cho nên chúng ta sẽ kiểm soát được toàn bộ cái đáp tần của chiếc loa này, và chúng ta sẽ giới hạn được, cho nên chúng ta hát rất an toàn, rất nhẹ và cực kỳ hay. Rõ ràng là một hệ thống giải pháp cho gia đình nằm trong cái phân khúc tầm trung chẳng hạn, chúng ta không thể đầu tư được những hệ thống chuyên nghe nhạc khoảng vài chục triệu, vài trăm triệu trở lên, thì chắc chắn với một giải pháp, quý vị và các bạn chúng ta đầu tư một hệ thống âm thanh nha, đòi hỏi 3:1 này, vừa nghe nhạc, vừa hát karaoke hay, vừa xem phim, thì chắc chắn với lựa chọn một dòng âm ly số cao cấp Vatasa BLA600 New là lựa chọn số 1 hiện nay nha mọi người. Quý vị có thể thấy được rằng là nghe nhạc rất là ngọt ngào này, những bản acoustic của Phương Phương Thảo qua cặp loa full pro đến từ thương hiệu DT Dream Theater Alpha 12 và một đoạn bolero sâu lắng trên một cặp loa cây Pop Audio S55 và một đoạn karaoke Quang Trường đã test cho quý vị và các bạn về tiếng micro. Vậy thì quý vị và các bạn chúng ta không nên chần chừ nhé. Hiện tại thì tại Trường Tài Nhà Audio thì có rất nhiều chương trình khuyến mại. Quý vị và các bạn có thể truy cập vào hệ thống website của Trường Tài Nhà Audio là truyenthanhaudio.com, và trên hệ thống website thì quý vị sẽ xuống được rất nhiều thư mục như là bộ dàn âm thanh này, hay là chuyên mục về âm ly số, quý vị sẽ xem được chi tiết hơn tất cả giá bán và thông số kỹ thuật của dòng sản phẩm âm ly số cao cấp 3:1 Vatasa BLA600 New. Quý vị và các bạn hãy nhanh tay đặt hàng thì nhớ truy cập vào website và gọi qua hai số hotline của chúng tôi nha, 0817365555 và 0587798888. Nếu quý vị và các bạn cảm thấy clip hữu ích thì hãy nhớ cho Trường Thành Audio xin một like này, rồi share kênh, đặc biệt đừng quên nhấn nút subscribe để cập nhật rất nhiều những clip mới nhất từ Trường Thành Audio. Xin chào, hẹn gặp lại toàn thể quý vị và các bạn thân yêu trong một clip lần sau. Trường Thành Audio, uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo.